Dạ. Anh tới lâu chưa? Cũng mới tới thôi. Đây là hàng chất lượng cao, anh cứ xem đi. Nếu không đồng ý thì bảo tôi đổi cái khác cho. Được rồi, quen mà, không sao. Hợp tác vui vẻ. Chào. Vậy là xong rồi đó, mình đi kiếm quán nhậu đi đại ca. Ý kiến hay đó. Nhậu xong vô vũ trường quẩy mấy em chơi. Ý anh Thiên sao? Ừ, cũng được. Hôm nay cho tụi bay thoải mái đó. Ok, đi nhậu đi tụi bay. Nhậu đi đại ca. Vậy đi mày. Vậy giỡn mặt hả mày? Chết mẹ rồi, Thiên có thằng chơi mình. Chuyện gì vậy? Hả? Ông mày, đi theo, đứng lại. Anh Thiên bị thương rồi, dừng lại tụi bay. Có sao không anh Thiên? Số đàn ông đó không có sếp. Cô nghĩ là tôi có không? Em không chắc. Nhưng nếu sếp không có thì chỉ có thể hoặc sếp là thánh, hoặc sếp là gay. Chắc chắn tôi không phải là thánh rồi. Vậy có lẽ tôi phải đi kiểm tra lại giới tính của mình quá. Cô là người gần gũi tôi nhất mà cậu hỏi tôi câu đó à? Sao mày? Sao dạ. Mày chạy trễ quá vậy? Tao tưởng mày chuồn luôn rồi chứ. Dạ cho em xin lỗi. Tại vì em có công việc nên em tới trễ. Đừng nói nhiều nữa. Tiền của mày đâu? Đưa đây. Anh à. Tao thiếu 200 mày. Giỡn mặt với tao hả? Anh thông cảm cho em. Em đang đi học nên em đâu có nhiều tiền đâu. Đây là số tiền mà em đi làm thêm mới có được đó. Mày đi học hay đi làm gì thì kệ bà mà chứ. Hồi đó tới giờ mày đóng với tao bao nhiêu? Bây giờ mày vẫn phải đóng y như vậy.
Giỡn mặt hả? Làm chích mẹ em bây giờ. Dạ em đâu có dám đâu. Tại vì mấy anh nói á, cứ mỗi năm là tăng lên 200 mà. Tăng 200 mày làm dữ vậy mày? Nhà mày giàu mà, 200 của mày đáng bao nhiêu? Mày lột cái đồng hồ đó cho tao. Anh ơi mày. Không có được đâu. Ê, anh ơi, đưa tao. Anh à, cái đồng hồ này là của mẹ em mua cho em đó anh ơi. Không có nó là mẹ em nghi ngờ em đó anh ơi. Anh cho em. Nếu mày muốn lấy lại nó, mày mau mang tiền đến đây cho tao. Nếu không, tao sẽ bán nó. Anh ơi, em xin anh đó. Anh lấy cái gì cũng được, mà đừng có lấy cái đồng hồ của em anh. Đây là đồng hồ mẹ em tặng cho em mà anh. Anh ơi, anh. Trả em không mày. Tao nói cho mày biết, nếu mà mày muốn lấy lại cái đồng hồ này thì mau mang tiền đến đây mà chuột. Nếu không tao sẽ bán nó. Anh ơi, anh ơi. Cậu có sao không? Trời ơi. Tao, chuyện địa bàn của phụ trách thế nào rồi? Tên Tròn Nguyễn vẫn luôn tìm cách phá rối và giành địa bàn với chúng ta. Quận Cam là nơi người Việt tập trung rất nhiều, cho nên chuyện có người khác giành miếng ăn đó là chuyện bình thường. Nhưng đó là địa bàn lâu năm của chúng ta. Nếu sếp ra lệnh thì em sẽ khử nó ngay, nhân tiện dằn mặt những tên khác luôn. Thế lực của tên Roi rất mạnh, nếu hạ nó chắc chắn sẽ đụng đến những băng nhóm khác. Với lại bọn FBI không để chúng ta yên đâu. Chuyện này thì sếp yên tâm. Thằng John này tính láo, gần đây cũng hay gây mít lòng với băng nhóm khác. Giờ khử hắn là hợp lý nhất, bởi vì mối nghi ngờ sẽ không dồn về chúng ta. Alo, tôi nghe đây. Chị Bina hả? Chị qua gấp đi. Thằng John với tụi đàn em vừa mới chơi chúng ta nữa đó. Lô hàng vừa rồi thì tụi nó cúp lấy rồi. Má nó, thằng John khốn kiếp. Ok, chị qua ngay. Đi đi, nhớ không được gây ồn ào. Yes sir. Thì ra là như vậy. Tụi nó bắt đầu trước lộ em từ năm lớp 10, và mỗi năm bắt tăng lên 200 ngàn. Dạ đúng, đúng đó anh. Tiền đâu mà em nộp cho tụi nó? Dạ em nói dối mẹ là em đi học thêm để xin tiền đưa tụi nó. Tại sao phải lệ thuộc tụi nó? Tụi nó là những thằng trứng lột mà. Dạ đúng ra em với mấy đứa bạn không có bị như vậy đâu. Có một lần, có một đám côn đồ chặn tụi em trước cổng trường và đánh tụi em. Rồi nhờ bọn này mà tụi em không bị đánh nữa. Giờ kể từ đó nó bắt tụi em phải nộp tiền. Nếu không mấy đứa kia sẽ tiếp tục đánh tụi em. Tụi em sợ quá nên tụi em phải làm theo. Nhưng sau này tụi em mới phát hiện ra là tụi nó chỉ dựng một màn kịch để lừa tụi em thôi.
Tụi em biết chuyện đó nhưng tức lắm, nhưng không dám làm gì tụi nó, tại tụi nó đông quá, với lại tụi nó là giang hồ nữa anh. Nếu nói về đông thì tụi em đông hơn tụi nó chứ, tụi em có nguyên một trường lận mà. Nhưng vấn đề là ở chỗ tụi em chỉ là những cá thể riêng biệt, và tụi em vẫn còn nhỏ. Nó lợi dụng vào điều này để bắt nạt tụi em thôi. Vậy thì em phải làm gì anh? Anh đừng kêu em là phải báo nhà trường hay là báo mẹ đó nha. Em không dám làm như vậy đâu, em sợ lắm. Nếu như mà em còn nhỏ thì anh sẽ kêu em làm như vậy. Còn bây giờ em lớn rồi, phải tự em giải quyết cái chuyện này. Khi mình vượt qua khó khăn thì mình sẽ lớn lên rất nhiều. Yên tâm đi, anh sẽ giúp em để lấy lại chiếc đồng hồ từ tụi nó. Dạ, em cảm ơn anh. Anh Bo, thằng kia đứng lại, đứng lại, mẹ mày, đứng lại thằng kia, đứng lại mày, đứng lại mày, mẹ mày, đứng lại, bỏ chạy hả? Mày chạy hả mày? Sao? Mấy anh, mày còn thiếu tiền ba lại mấy anh. Hả? Định trốn hả mày? Em không có trốn. Mày không trốn, vậy sao không trả? Có sợ hả? Mày sợ đâu hả? Mày em không có trốn. Anh ba lấy lại cao quá, em không có đủ khả năng trả. Không khả năng trả hả? Có 3% mỗi ngày mà mày trả không nổi hả? Hay là mày tính làm lớn chuyện cho anh ba mất uy tín hả mày? Hả? Dạ không có. Mày hả mày? Nhỏ, ai biểu mày ham cờ bạc cho cố làm chi? Rồi thứ nào? Em hứa em sẽ trả. Khi nào trả? Anh cho em thời gian đi. Thời gian hả? Thời gian em hả? Sẽ trả mà. Thời gian hả mày? Đợi tới khi mày trả hả? Anh ba cũng lên bàn thờ ngồi đó. Thời gian trả chưa? Mày.
Mày là thằng nào? Tôi chỉ là người đi đường. Người ta đã dân sinh như vậy thì cậu cũng phải nên biết điều chứ. Biết điều hả? Khoan đã, tôi cảm ơn anh, nhưng tôi không biết anh là ai. Nếu được, xin cho tôi biết, để có dịp tôi sẽ trả ơn. Anh không cần biết tôi là ai, nhưng tôi biết anh là ai. Sao anh biết tôi? Anh là ai? Tạm thời anh không cần biết tôi là ai, nhưng tôi có lời khuyên với anh như thế này. Bọn ba tháng vừa rồi không từ thủ đoạn nào đâu. Anh đừng có dây dưa với tụi nó nữa. Tốt nhất là anh nên trốn đi thật xa và làm lại từ đầu. Đừng có cờ bạc nữa. Con đã. Anh biết tôi. Anh biết ba thằng. Có nghĩa là anh cũng là người trong giang hồ. Mà võ nghệ anh lại cao cường, hành động có vẻ bí mật. Chỉ có thể là bóng ma. Tôi không biết bóng ma là ai hết. Anh nên về chữa trị vết thương đi, bởi vì nó không phải nhẹ đâu. Nhưng khoan đã, dù anh là ai đi nữa, xin hãy giúp tôi. Thằng Bá Thăng tôi nói dữ lắm, nó không để yên cho tôi đâu. Xin hãy giúp tôi. Tôi không dám giấu gì anh. Đúng, tôi là thằng đàn ông khốn nạn. Tôi là thằng đàn ông không hay gì. Nhưng mà vợ con tôi không có tội tình gì cả. Xin hãy giúp tôi. Tôi nghe đồn anh có chút võ nghệ, vậy tại sao anh phải để cho tụi nó đánh như vậy? Tôi không thể chống lại tụi nó. Nếu chống lại tụi nó, tôi sợ là nó không để vợ con tôi được yên. Nó tàn nhẫn lắm. Biết tụi ba thằng tàn nhẫn, biết nghĩ đến vợ con, sợ vợ con đau khổ, mà lại dính tới cái chuyện cờ bạc. Lời nói của anh mâu thuẫn quá. Tôi đã vừa rồi, tôi tặng thay cho vợ con của anh đó. Tôi sẽ cho anh tiền để chức nợ với ba thằng, nhưng với một điều kiện: anh hãy vào băng tài lì và làm tay trong cho tôi. Đó cũng là cách để anh đối đầu với bọn ba thằng. Có thể chừng đó sẽ chưa đủ, tôi sẽ đưa thêm. Tôi sẽ hỗ trợ cho vợ con anh, và hãy nói với họ là tránh thật xa, bởi vì sẽ rất nguy hiểm. Tôi cảm ơn anh. Tôi cảm ơn anh. Tôi cảm ơn anh. Chuyện gì ta? Tôi nói không có lấy gì vậy? Có chuyện gì vậy? Không lấy gì hai ba người đánh nhau hả? Trời ơi, sao đánh người ta dữ vậy? Ba bốn người quýnh ông. Bây giờ tôi sẽ đưa ông lên công an nha. Đúng rồi đó, đưa ông lên công an đi. Giờ mày đặt ăn cắp thì không biết xấu hổ hả? Ăn cắp nữa trời. Tôi nói tôi không có ăn cắp, tôi chỉ ăn cắp đi nữa cũng đâu có đánh dữ vậy. Thôi, đừng đánh ông nữa, đưa ông lên công an đi. Già rồi đánh ông tội nghiệp ông. Bà biết cái gì mà nói? Ông già rồi, đánh ông lỡ có chuyện gì thì không hay đâu. Thôi tha cho ông đi.
Tha cho ông. Đúng rồi, tha cho ông đi. Ông nghĩ sao vậy? Chắc tao không phải xe của ông nên nói vậy đúng không? Thử ông sẽ mất xe của ông nói vậy được không? Trời ơi, tội nghiệp quá. Không biết tôi nói cho ông biết. Chính mắt tôi thấy ông dắt xe của thằng bạn tôi. Mà ông nói là ông không biết hả? Đúng rồi, đánh ta chết. Nếu như tôi không ra nhanh á thì ông đã dắt chiếc xe thằng bạn tôi đi rồi. Ông chối nữa hả? Ác quá. Ê, chạy nhà kia. Ông đừng nói là tôi không biết ông là ai nha. Ông là ông tám chài sống ở xóm dưới. Ông sống trên chiếc ghe cũ nát chứ gì. Tôi còn biết là vợ ông bị bệnh nặng. Có lẽ là vậy, cho nên là túng quá đi làm ẩu phải không ông dạ? Trời ơi, đánh ông dữ quá à. Dữ quá à. Kêu công an đi ông ơi. Ừ, kêu đi. Kêu công an liền đi, một tát chết người. Tôi nói rồi chú ơi, tôi đâu có ăn cắp đâu. Ông còn nói xạo nữa hả? Ông nói ông không ăn cắp, ông vậy ông dắt xe người ta đi đâu? Tôi thấy gã tôi dựng lên mà. Thấy xe ngã chứ gì? Thấy xe ngã hả? Ông thấy tụi tôi ngồi nhậu ở bên trong, rồi ông định dở trò ăn cắp đúng không? Đúng không? Đứng lên coi. Trời sức trẻ mà đánh. Tôi nói cho ông biết nha cha già. Tôi đã từng quýnh 49 đạn ăn cắp rồi. Tới lượt ông là thằng thứ 50 đó. Nghe rõ chưa? Nhưng mà tôi đâu có lấy đâu. Ông nói ông không ăn cắp hả? Chết cha già. Tôi nghĩ có chuyện gì từ từ nói chuyện đi. Đừng có dùng nắm đấm hoài như vậy. Mày là thằng nào mà xí vô chuyện của tụi tao? Tôi chỉ là người đi ngang qua đường thôi. Chứ lại tôi thấy ông ấy cũng già rồi. Anh đánh như vậy nữa sẽ ảnh hưởng tính mạng đó. Bây giờ tụi tao không quýnh thằng già nữa, mà quýnh thằng trẻ như mày nói mày đã xử 49 người rồi đúng không? Nhưng mày là thằng thứ 50 ngàn. Dạ không có anh ơi, em chỉ hù cha già đó cho ông sợ chứ em có quýnh ai đâu. Tụi nó sao rồi, có khai thác được gì chưa? Chưa, bọn chúng nhất quyết không khai ra những gì mà chúng ta chưa đưa ra được bằng chứng. Tụi này có vẻ cứng đầu quá ha. Nhưng mà số ma túy mà chúng ta thu được tại hiện trường cũng đủ đưa tụi nó vào nhà đá bóc lịch suốt cuộc đời còn lại rồi. Bọn nó chỉ khai về tới bóng ma đó và đổ mọi tội lỗi lên đầu bóng ma. Lại là nó nữa. Tụi nó nói lô hàng đó do bóng ma để lại để đổ tội cho tụi nó. Tên bóng ma đã chuyển qua nghề buôn bán ma túy hồi nào vậy? Bọn này dù có chối thì cũng phải tìm cách khác chứ. Tạm thời vẫn tập trung khai thác bọn nó để dò ra tên đầu đảng. Tôi biết rồi. Cứ vậy mà làm đi. Chuyện bắt tên đầu đảng và truy tìm bóng ma phải tiến hành song song cùng một lúc. Kế hoạch cụ thể tôi sẽ thông báo sau khi nhận được chỉ thị. Dạ. Anh cứ đi trước đi. Tôi vô phòng thủ trưởng có chút việc, gặp lại sau. Dạ, chào anh. Ừ. Chú biết không, tôi thấy chiếc xe nó ngã, rồi tôi tới tôi dựng lên. Vậy mà tụi nó nghi là tôi tính lấy xe tụi nó. Tôi còn thấy chiếc chìa khóa xe vẫn còn cắm ở trong ổ mà. Nói vậy là mấy thằng đó say xỉn rồi kiếm chuyện với chú đó. Tôi cũng nghĩ như chú cũng vậy á. Nhưng mà tình ngay lý gian, mình phải chịu thôi chứ biết làm sao. Thôi, chú đừng có nghĩ tới mấy thằng đó làm gì nữa. Với lại hồi nãy cháu nghe tụi nó nói là... Hồi đó chắc ông kẹt tiền quá nên ông làm liều chứ gì. Mấy chú đó nói cũng đúng mà. Vợ của tôi á, bà bị bệnh phổi mấy năm nay rồi. Cứ mỗi lần trái gió trở trời á là bà ho sụ sụ, bà mệt. Thôi, cậu chờ tôi chút xíu nha. Tôi vô tôi coi bà uống thuốc chưa. Hồi sáng trước khi tôi đi mua thuốc cho bà, tôi có dặn bà sắc uống rồi, nhưng sợ bà quên. Dạ. À,
chưa bà? Ông về rồi đó hả ông? Sao mặt ông bị gì vậy? Hồi nãy tôi sơ ý tôi té ăn chút thôi, không sao đâu. Ở nhà bà uống hết cái chén thuốc đó chưa? Chưa. Trời ơi, thuốc để đây không chịu uống. Nè, uống đi. Tôi mới mua thêm mấy thang thuốc nè, để rồi ấy tôi xắt cho bà uống nghe. Thôi bà mệt quá, nằm xuống đó nghỉ đi. Nằm xuống đi. Thôi nằm nghỉ đi, tôi ra tôi nói chuyện với cái chú này một chút nghe. Trở vô vậy? Thì cái chú đó đi rồi. Mà chú nào vậy? Tôi mới quen với cái chú đó. Chú là cái người đã giúp đỡ tôi. Không, bà cứ nằm nghỉ đi. Dạ, thuốc của anh đây. Dạ. Đây, cảm ơn chị. Chị cho tôi hỏi, nếu như điều trị về bệnh phổi có mất nhiều thời gian và chi phí không? Dạ, cũng tùy thuộc vào tình trạng bệnh đó anh. Nếu mà phát hiện sớm thì đỡ tốn chi phí và thời gian hơn. Nếu như người lớn tuổi thì sao? Nếu là người lớn tuổi thì nó sẽ tốn công điều trị hơn một chút đó anh. Ủa, vậy ba hay mẹ anh bị bệnh phổi hả? Nếu như vậy thì anh đưa đến bệnh viện đi. Tụi em chỉ tư vấn như vậy thôi. Đúng là tôi mua thuốc cho người lớn tuổi uống, nhưng không phải là ba mẹ tôi. Nếu có thì chắc tôi sẽ vui lắm. Thôi cảm ơn chị. Dạ, không có gì đâu anh. Cứ vậy mà làm. Có gì điện thoại cho anh biết. Có chuyện gì vậy? Dạ anh Tài, có người muốn gặp anh. Ai vậy? Dạ nó nói nó là Hải Sơn. Ồ, đây có phải là chú Sơn nổi tiếng trong giới cờ bạc không? Dạ. Nghe danh chú đã lâu, bây giờ mới được gặp. Dạ, anh nói quá, em chỉ là giang hồ cốc ké thôi à. Cốc ké gì chứ, một tay giang hồ có tiếng trong giới cờ bạc, lại giỏi võ như chú, là hàng hiếm đó. Dạ, cảm ơn anh. Mời chú ngồi. Chú xuống nói với chị bếp làm cho anh ít đồ nhậu. Nhớ lấy rượu ngon nha. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh Tài. Anh đừng có khách sáo. Thực ra là em tới đây... Không ngờ chú lại chủ động tới gặp anh.
Đúng là chúng ta cùng chung chí hướng đó. Dạ, vậy là anh Tài đã đoán được tại sao em tới đây. Chuyện trong giới giang hồ thì nó đùm đùm men lên, không biết thì cũng phải biết. Nhưng mà chú đến với anh đúng là bạn của anh gặp hên rồi. Nói thật là anh đã mấy lần định gặp chú để nói chuyện. Dạ, rượu và mồi đã xong rồi đó anh. À, hôm nay sẽ không nói chuyện làm ăn nữa. Chúng ta hãy chúc mừng cho lần đầu tiên gặp gỡ của anh em mình. Dạ. Mời. Chú đó quay lại rồi kìa bà. Dạ con chào bác ạ. Chú. Chào cậu. Con chào dì. Con có ra ngoài mua một ít thuốc, gửi biếu dì để dì chữa bệnh. Cảm ơn cậu. Cậu tới chơi là tôi vui rồi. Quà cáp gì chi mà tốn kém quá vậy cậu. Dạ không có gì đâu ạ. Dạ. Tôi cảm ơn cậu nghe. Sẵn bữa nay á, cậu ở đây dùng cơm với vợ chồng tôi. Ngày hôm qua tôi mới đi kéo cá đường ít, cũng có thể làm được đôi ba món đạm bạc để mà đãi cậu. Dạ con cảm ơn bác. Bây giờ con đang bận chút chuyện cho nên không có tiện ở lại. Hy vọng là bữa sau có thời gian con sẽ ở lại ăn cơm với bác với dì. Nếu như vậy thì tiếc quá. Hình như bác đang lo lắng điều gì thì phải. Dạ cũng không có lo lắng gì đâu. Tôi hẹn chú khi khác nha. Có dịp nào ghé tôi chơi. Dạ hàng. Thôi con xin phép đi nghe. Dì nghỉ ngơi. Con xin phép, hy vọng là dịp sau con sẽ trở lại ăn cơm với bác với dì. Dạ cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn chú nhiều nghe. Đây là chút tiền con gửi chú để lo thuốc cho dì. Con chúc dì mau khỏe. Có gì cần thì chú gọi cho con số điện thoại này. Cháu đã 18 tuổi rồi. Thời gian trôi qua mau quá. Mới đó đã hơn 10 năm rồi. Kể từ ngày chú đưa con ra khỏi cô chi viện. Không phải là chú kể công, nhưng thật sự hơn 10 năm qua chú đã nuôi dưỡng và đào tạo cháu trở thành một sát thủ sau này. Cháu hãy nhìn sau lưng cháu xem. Đó là phần thưởng.
dành cho những người đã thành niên. Nhưng tôi đã lập được công trạng gì đâu. Không cần. Đó là một trợ thủ đắc lực, để sau này cháu lập công trạng cho chú. Tạm thời cháu hãy dùng nó để giúp chú giao dịch những chuyện nhỏ lẻ. Sao ông tốt với tôi quá vậy? Tôi và ông đâu có máu mủ ruột rà gì đâu. 12 năm. Không lẽ chúng ta không thân quen sao? Lạnh lùng là một đức tính cần thiết của một sát thủ, nhưng đối với người thân thì không nên như vậy. Hãy xem nhau như người nhà. Nếu không thích xưng chú cháu thì gọi là ông chủ cũng được. Nếu thái độ của cô đừng tỏ ra quá chống đối thì tôi đâu dùng rượu và thuốc kích thích. Sao giờ này nó chưa tới nữa ta? Thằng này chắc muốn ăn đòn quá. Chưa tới giờ mà. Ủa mày chưa bán cái đồng hồ hả? Ngu gì bán. Đồng hồ đẹp quá trời mà. Để lại xài chơi chứ. Vậy chúng nó đưa đủ tiền, mày cũng phải đưa đồng hồ cho nó thôi. Anh à. Em tính như vậy. Hay là
mình về đi anh. Cứ tự tin mà ra đó đi. Nhưng mà không sao đâu, có anh ở đây mà. Nhớ làm những gì anh chỉ. Dạ. Đi đi. Mày ngu quá. Tiền nó đưa thì chuyện nó đưa, mình lấy thì cứ lấy. Nó dám lên tiếng hả? Tao bẻ răng nó liền. Nó kìa, ra mày bẻ răng. Mấy anh đừng có bẻ răng em. Răng em cứng lắm. Hôm nay mày ngon quá ha. Mày muốn ăn đòn phải không? Có ai mà thích ăn đòn chứ. Vậy thì khôn đó. Tiền đâu? Đưa đây. Mày giỡn mặt với tao hả? Mấy anh đưa đồng hồ đây. Tôi đưa tiền. Đồng hồ. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn ăn đòn mà. Mày ngon lắm. Mày hả bự? Cùng mày hả? Đồng hồ đâu? Đưa đây. Đồng hồ đâu? Đưa đây. Tiền nữa. Móc ra. Dạ không có. Không có mày. Nè anh. Móc hết ra. Hết rồi. Hết rồi mày. Anh ơi, tiền của em. Tiền là mày trước lòng bạn tao đúng không? Dạ không có. Phải không? Dạ không phải. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của em á. Mày cũng biết đổ mồ hôi nước mắt để kiếm tiền hả? Đau không mày? Anh, tiền của em. Anh ơi, cho em. Tao trả lại cho mày đó. Từ đây về sau thấy tao là né nha. Nhiều đó ha. Nếu mà ok, chắc ông chủ cũng thưởng cho mình khá khá đó. Vừa thành công thì đừng nói trước chuyện gì. Lát nữa mày giao hàng, mày nhận tiền. Hàng mới này tụi mình rất thích. Nhớ cẩn thận đó. Ở Việt Nam, tôi giao toàn quyền hành động cho cậu. Đừng để thất bại. Tôi tin tưởng vào cậu. Nhớ, đừng để tôi phải thất vọng. Tôi đến đây để nhận hàng. Anh có thể cho tôi xem hàng được chứ? Ok. Đây là hàng mới. Hàng này các ông rất cần đó.
Alo. Alo. Tình hình bên đó thế nào rồi? Dạ dạ, giao dịch thất bại rồi thưa ông chủ. Tôi đã dặn cậu phải cẩn thận, mà cậu vẫn để xảy ra là sao? Dạ xin lỗi ông chủ, em bây giờ xin lỗi được cái gì nữa. Bây giờ phải tìm bắt cho bằng được xà phóng vai cho tôi. Tôi giao cho cậu làm sát thủ trong vụ này đó. Đừng để tôi thất vọng thêm một lần nữa. Dạ em biết rồi ông chủ. Mẹ nó thằng bóng mày. Đôi ba tôi theo. Tôi theo luôn. Mày lại. Tao đâu đổ của mày đâu. Mời ba thằng, tao sẽ giết chết hết. Tụi bay nghe nói chưa? Ông Năm ơi. Cậu Vinh đó hả? Ông Năm khỏe không? Tôi vẫn khỏe. Còn có chút quà biếu ông Năm đây. Cảm ơn cậu. Cậu cho quà nhiều quá, làm sao mà tôi ăn hết được. Hay là cậu qua nhà người khác cho một ít đi. Ông Năm yên tâm đi, mọi nhà có phần hết rồi. Với lại ở trong này có thuốc chuyên về chữa khớp, ông Năm nhớ dùng nghe. Cảm ơn cậu. Con bé, mau lại ông cho bánh nè. Dạ cảm ơn ông. Cũng may là nhà cậu Vinh nên cả cái xóm nghèo nè cũng đỡ khổ. Con có giúp gì được cho xóm mình đâu. Ủa, cô bé này là con của ai vậy? Sao con thấy lạ? Con bé nó cũng vừa mới tới đây. Nó lang thang khắp xóm, ai cho gì ăn nấy. Không ai nhận nuôi em bé hả? Có chứ. Xóm này tuy nghèo nhưng mà nhiều người tốt lắm. Có người hàng xóm đón nó về nhà ở mà nó không chịu. Cho nó ăn cái gì thì nó ăn cái đó. Ông Năm có biết gia cảnh cô bé này không? Nghe đâu á thì mẹ nó mất do nghiện ma túy, còn ba nó đó thì đang nằm ở trại cai nghiện. Nhà thì nghèo, không có họ hàng giúp gì hết, nên người ta muốn đưa nó vô cô nhi viện mà nó không chịu, cứ nhất quyết là đòi ra ngoài gặp ba. Được rồi, cảm ơn ông Năm. Ông Năm vô nghỉ đi. Cảm ơn cậu. Ăn từ từ, không thôi nghẹn đó. Không quen đi đi. Nè, đừng bướng bỉnh nữa, uống nước đi cô bé. Sao, em đang nhớ đến ba đúng không? Anh đưa em đi gặp ba nha.
Ủa sao tới trễ vậy đại ca? Tới trễ mà còn không ai mở cửa nữa. Mở cửa. Tôi nhờ anh chăm sóc bé Hiền giúp tôi. Tôi mang ơn anh nhiều lắm. Ngoài tôi ra, bé Hiền chẳng có bà con thân thuộc gì khác. Còn tôi thì sắp... Anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho bé Hiền. Ngoài tôi ra, bé Hiền sẽ có thêm một người mẹ. Như vậy tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu lỡ tôi còn ra đi, ba, ba đừng có chết bỏ con nha ba. Ba đừng bỏ con đi nha ba. Ba ơi, ba ơi, ba đừng bỏ con nha ba. Tôi... Bác sĩ à, tình hình sức khỏe ba bé Hiền sao rồi? Tôi nghĩ là không qua khỏi, vì ông ta đã chuyển qua giai đoạn S.
Vậy còn bé Hiền thì sao? Nếu muốn biết bé Hiền thì chúng ta phải làm xét nghiệm thôi. Vậy thì làm phiền bác sĩ. Anh gọi bé lại, tôi sẽ khám cho bé. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bé Hiền. Dạ. Lại đi em. Bây giờ bác sĩ sẽ khám bệnh cho em ha. Dạ. Làm phiền bác sĩ. Dạ. Tụi bay cả bay mà làm không lại nó. Tụi nó xuất hiện bất ngờ, tụi em trở tay đâu có kịp đâu anh ba. Tao sẽ tìm ra đứa nào phá sòng bài của tao. Tụi bay không yên với tao được. Thôi vô. Dạ. Cảm ơn anh em, cảm ơn chú Sơn. Nhà anh em và chú Sơn, sông bạc của ba thằng đã tạm thời đóng cửa. Nào, chúng ta nâng ly. Mời. 1, 2, 3, vô. Sau vụ vừa rồi, băng ba thằng hình như đang rối. Chúng không biết băng nào quậy phá. Có lẽ chúng không biết băng mình làm. Thì đúng rồi. Từ hồi xưa tới bây giờ á, băng của tụi mình và băng ba thăng không có đụng chạm gì với nhau. Tụi nó làm khác, tụi mình làm khác. Chuyện ai nấy làm, đúng không? Chắc là tụi nó đang nghĩ có băng nào liên quan tới cờ bạc đến phá tụi nó. Tôi cũng có điều này muốn nhắc nhở anh em. Có thể là hiện giờ băng ba thăng chưa biết nhóm nào đã làm chuyện này, nhưng mà ba thăng không đơn giản đâu. Chắc chắn nó sẽ cho người điều tra. Chính vì vậy, anh em cần nên phải cẩn thận. Có thể nó sẽ cho đàn em trả thù. Chú Sơn có lời nhắc nhở anh em đó, anh em nên cẩn thận. Nhưng có điều này, có lẽ chú Sơn mới nhập bằng nên chưa biết. Ai đó là đàn em của Tài Lì, kẻ nào mà dám đụng đến là đụng đến Tài Lì. Do đó anh em chúng ta chỉ nên cẩn thận. Chứ chắc chắn là không sợ băng nhóm nào, đúng không? Đúng. Anh Tài nói rất đúng. Đụng một anh em của chúng ta như đụng cả nhóm của chúng ta, tụi nó phải chết. Bây giờ anh em chúng ta nâng ly để thể hiện tình cảm với anh Tài. Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Tài. Về rồi hả? Qua đây con. Qua đây, qua đây. À, chị Thu à, đây là bé Hiền mà em nói với chị đó. Ừ. Bé Hiền nè, đây là mẹ Thu. Từ bây giờ mẹ Thu sẽ chăm sóc cho em đó. Từ bây giờ con ở đây với mẹ, mẹ chăm sóc cho con nha. Bé Hiền nè, bây giờ bé Hiền có mẹ nè, lại có thêm một anh trai nữa. Gọi mẹ Thu đi. Dạ. Thôi không sao đâu, nó mới về chưa quen mà. Từ từ rồi sẽ gọi ha con ha. Bây giờ thấy mẹ vô nhà. Dạ, mẹ. Cảm ơn con. Vậy là chị Thu có con rồi đó. Tội nghiệp cổ trong hoài rút cuộc cũng có. Nhìn nhỏ dễ thương quá ha. Nè mấy bà biết không, mà cái vụ này á là cũng nhờ sự giúp đỡ chú Vinh đó.
Chú giúp đỡ sớm mình nhiều lắm đó. Đúng rồi. Chú ấy không chỉ giúp đỡ về tiền bạc nha, mà còn giúp nhiều về tinh thần nữa đó. Chỉ tiếc có một điều là... Bà tiếc cái gì? Chú quá đẹp trai. Mà là độc thân nữa chứ. Tôi mà có con gái là tôi gả liền á. Mấy hôm nay á, nghe xóm mình sắp có tin vui, tôi cũng chuẩn bị nè. Ủa, có quà cho con nè. Cảm ơn dì Tư nha. Đẹp quá này con. Cảm ơn bà Tư đi. Dạ con cảm ơn bà Tư. Dạ con cảm ơn tất cả mọi người. Chú Vinh muốn cảm ơn á là cảm ơn mấy đứa bé ở xóm này nè. Nó gom góp, nó đưa cho tôi cái tôi đem quà. Đã đầy đủ, anh cần gì cứ nói. Ok, tốt rồi. Cho tôi gửi lời cảm ơn anh Tài. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Được. Lũ đàn kia, lấy hàng tụi mày. Bác sĩ à, vậy thì bây giờ tôi làm sao để kéo dài cuộc sống của bé Hiền? Tuyệt đối không cho bé biết bệnh tình của mình. Tôi sẽ cho anh một pháp đồ điều trị để anh chăm sóc cho bé thật tốt, tạo cho bé một tinh thần lạc quan và phải uống thuốc đúng chỉ định. Cảm ơn bác sĩ. Đây là số hàng mà bên anh đã đặt mua. Nếu cần thì kiểm tra đi. Không cần đâu. Dự tính của chúng ta được kiểm nghiệm bấy lâu nay rồi. Đây là 2 triệu đô và cả một bí mật mà ông chủ dành tặng cho anh Tài. Con chừng cái gì vậy? Đi đâu?
Đưa cái vali đây. Bắt xong nó, không được giết. Ông mà mình làm cái gì? Đuổi nó. Được bắn. Trong vali của bơm. Nhảy lên. Ê. Mẹ nó. Anh Tài, em mời anh. Vô. Thưởng cho em đó. Cái anh này đã tham lam mà còn lợi dụng nữa chứ. Mắc lên anh đó nha. Ai cho anh hung mà hung trời chứ. Ơi, người ta giận rồi kìa. Anh thích hung thì hung, anh Tài này mà muốn không ai cản được đâu. Phải không đó? Vậy mà mang tiếng quen với anh đó, mà không có được gì hết trơn. Sao lại không được? Tụi em muốn gì nói với anh, anh nói tụi đàn em nó lo cho. Em muốn chiếc xe tay ga. Tao nghe đây. Anh Tài, hàng bị tên bóng ma bắn hư rồi. Tiền cũng bị mất luôn. Cái gì? Mày nói lại tao nghe coi. Dạ, tên bóng ma đã cướp tiền trên tay của mình rồi. Hàng cũng bị bắn nát hết. Còn có mấy anh em cũng bị công an bắt nữa. Mẹ kiếp thằng bóng ma. Vậy còn thằng Hải Sơn đâu? Dạ, anh Hải Sơn cũng đấu với nó, nhưng không được. Giờ anh cùng anh Nhật Thiên đang kia lùng tên bóng ma đó rồi. Mẹ nó. Hồi nãy á, bà chị nặng tay với tụi này quá. Bà chị làm gì hung hăng quá vậy? Ánh mắt của bà chị nặng lắm đó. Tôi nói cho mấy người biết, ngoài giờ tập, chúng ta xem như không quen biết. Bất cứ kẻ nào đụng tới tôi sẽ không yên đâu. Mẹ nó. Nó mà không được sự ưu ái của ông chủ thì tao đã cho nó một bài học từ lâu rồi. Mẹ nó. Lúc nãy thì làm cái bao cát cho nó luyện võ, bây giờ thì làm con mannequin cho nó nắng gân. Mẹ nó. Công nhận nó nhanh thiệt. Tao chưa kịp phản ứng nữa. Đó là thành quả của hai cậu. Hai cậu phải vui lên chứ. Dạ, dạ. Chào ông chủ. Chào ông chủ. Tôi nói rồi, hai cậu phải vui lên. Nhờ công của hai cậu mà cô ta mới khá được như vậy. Phải biết vui mừng trước những thành quả mà mình tạo ra chứ. Dạ. Em xin lỗi. Em chỉ định chọc ghẹo cô ta một chút cho vô thôi mà. Ai ngờ. Nhưng rút ra được một bài học. Đừng bao giờ chọc giận một con sư tử. Nhất là con sư tử bị thương. Hiểu chưa? Dạ. Dạ. Tập trung tất cả mọi người lại cho tao. Tao có chuyện cần trao đổi. Dạ. Dạ. Mẹ kiếp đó, xem chút nữa tôi bắt được nó rồi. Nếu nhau đừng dành với tôi. Xin lỗi, hồi nãy tôi thấy ông cũng mệt rồi, cho nên tôi mới dành với ông đánh nó. Ai ngờ. Đây là lần thứ hai liên tiếp rồi. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, cái vali đó có mật mã,
bóng ma nó mở không được đâu. Đúng vậy, vali được kèm mật mã, nó có chế độ nổ tự động đó. Nếu như mở sai 3 lần, nó sẽ tự động phát nổ. Nếu mà nổ thì bóng ma nó cũng tiêu đời luôn. À mà nè, ông biết mật mã không vậy? Không, chỉ có ông chủ mới biết, và sếp không biết thôi. Tôi triệu tập cuộc họp này là vì vừa nhận được nguồn tin từ Việt Nam báo về. Lô hàng vừa rồi của chúng ta lại một lần nữa bị kẻ lạ mặt hất tay trên. Toàn bộ số tiền 2 triệu đô la bị cướp, và lô hàng bị phá hủy hoàn toàn. Chưa kể bí mật trong chiếc vali đó. Đây là lần thứ 2 trong vòng một tuần chúng ta bị tên bóng ma rồi cướp bê trước mặt. Mai là lần này chúng ta đã chuẩn bị an toàn, đã mã quá cái vali, có thể tạm thời tên bóng ma chưa mở được chiếc vali để lấy tiền và bí mật bên trong đó. Anh Tài hả? Anh Tài đây. Chú đang ở đâu vậy? Dạ, em biết Nhật Thiên đang ngoài đường, đang truy tìm bóng ma. Chú có biết địa chỉ nó ở đâu không? Sao mà truy tìm được? Dạ, em cũng không biết nữa, chỉ là phỏng đoán thôi. Vậy thì về ngay đi. Dạ, em chào anh. Anh Tài kêu tôi về, hay là ông cũng về luôn đi. Chuyện truy tìm bóng ma để mình tính sau. Ông về trước đi, tôi phải truy lùng cho ra thằng bóng ma đó mới được. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong tuần này rồi. Ok, ông tấp vô đây đi, để tôi đi taxi về. Ừ. Tôi thấy ông cũng căng thẳng lắm đó. Nghỉ ngơi thư giãn chút đi, để đầu óc thoải mái rồi tính tiếp. Ông cũng nghỉ đi. Tôi thấy sếp của ông không giống như sếp của tôi. Tôi ghen tị ông lắm đó. Tôi đi nha. Ok. Bây giờ thì tôi có thể khẳng định Nhật Thiên không có khả năng để khống chế tên bóng ma. Tôi sẽ cử một sát thủ khác chỉ nhiệm vụ tìm việc tên bóng ma, để lấy lại chiếc vali trước khi rơi vào tay kẻ khác, đặc biệt là bọn công an Việt Nam. Đúng ra Mina phải nhận nhiệm vụ này, nhưng tiếc là cô ta đang bận một nhiệm vụ khác. Vì vậy tôi sẽ giao nhiệm vụ đặc biệt này cho một người khác. Thưa ông chủ, nếu được ông chủ hãy giao nhiệm vụ này cho tôi. Tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Giao cho cậu thì chắc chắn là ok rồi. Nhưng tiếc là cậu đang bị Interpol truy nã. Sẽ không hay nếu chưa hành động mà phải tra tay vào cổng rồi. Công an Việt Nam không vừa đâu. Nếu vậy ông chủ hãy để tôi đảm nhận việc này. Dù sao thì lý lịch của tôi cũng trong sạch hơn. Với một kẻ mới khử có 5 người như cậu, chắc chắn lý lịch sẽ trong sạch hơn kẻ khác. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên cử một người. Khi tiếp cận tên đó, không khiến cho nó nghi ngờ. Nên nhớ, việc khử này thì không khó,
nhưng bác nó khai ra chiếc vali thì không dễ đâu. Đây là nhiệm vụ đặc biệt nên tôi phải cân nhắc sự lựa chọn. Tôi sẽ báo lại mọi người quyết định của tôi, nhưng tôi cảnh báo trước, không có sự thất bại ở đây. Nếu có, chính tánh mạng của người đó sẽ thay thế cho tên bóng ma. Bây giờ mọi người tạm thời giải tán, tất cả chuẩn bị sẵn sàng tư thế về Việt Nam nhận nhiệm vụ. Tôi sẽ thông báo nhanh sự lựa chọn của tôi. Vali có bơm. Đúng như những gì anh ta nói, không chừng là nổ tung. Điều này chắc phải nhờ tới Quỳnh Hữu thôi. Có thể nói trong đội ngũ sát thủ, cô là người được đánh giá cao nhất về các kỹ năng, không thua kém gì Mina. Tôi sẽ tạo cơ hội để cô thực tập những gì cô đã học vừa qua. Cô sẽ được chọn về Việt Nam để khử tên bóng ma. Đây là lần đầu tiên tôi tin tưởng giao nhiệm vụ cho cô. Cô hãy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bây giờ cô hãy về phòng chuẩn bị đồ đạc. Cô sẽ bay trong chuyến bay ngày mai. Tôi xin phép. Đây là lần đầu tiên tôi tin tưởng giao nhiệm vụ cho cô. Cô hãy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ đặc biệt, nhưng tôi cảnh báo trước, không có sự thất bại ở đây. Nếu có, chính tánh mạng của người đó sẽ thay thế cho tên bóng ma. Cái mật khẩu chết tiệt này, mày tưởng tao bó tay với mày hả?
Xong rồi, cuối cùng mày cũng chết với tao. 145 đường Vĩnh Lập. Như vậy là tụi nó đổi địa điểm giao dịch. Bọn này cáo già thiệt. Anh làm rồi. Tụi nó chỉ là cáo non thôi. Cáo già đã ngồi đây nè. Ừ, anh làm. Thôi, chúng ta đi đi kẻo kể. Dạ. Tắt máy đi. Dạ, em nghe đây anh Vinh. Ờ, hôm nay chú có rảnh không? Anh tính nhờ chú một chuyện. Có cái gì á, anh cứ nói đi. Khách sáo làm gì nữa. Chắc là định nhờ em làm phi vụ nào nữa phải không? Em đoán gần đúng rồi đó. Nhưng rất tiếc là anh đã thực hiện xong phi vụ rồi. Bây giờ chỉ còn công đoạn cuối. Định nhờ chú đây. Thuộc về chung mục của chú đó. Cái gì? Anh thực hiện một mình hả? Vậy chứ anh nhờ em làm giúp chuyện gì? À, anh mới kiếm chiếc vali. Nhưng rất tiếc nó có cài password, cho nên mới nhờ em giúp. Dạ, thôi được rồi, em qua liền anh. Ok, vậy qua liền đi, anh đợi. Bye chú. Dạ. Alo, Tài Ly hả? Phía bên ông thế nào rồi? Tôi cũng đang tìm cách đây. Tôi với mấy đàn em đang truy lùng thằng bóng ma. Phải lấy lại bằng được số tiền và cả bí mật của chúng ta. Tạm thời á, đừng làm ồn ào gì nha. Công an vào cuộc á, là khó khăn cho chúng ta. Tạm thời á, chiếc vali không mở được đâu. Mật mã chỉ có hai chúng ta biết thôi mà. Tôi biết, nhưng thằng đó không vừa đâu. Nó đã từng bẻ khóa rất nhiều mật mã của nhiều người mà nó đã từng cướp. Trình độ IT của nó cũng khá lắm. Yên tâm đi, trình độ cỡ nào á cũng không thể mở được chiếc vali đã mã khóa bằng chương trình nữa đâu. Chỉ sợ nó nản lòng rồi làm ẩu thôi. Nhưng tôi nghĩ nó không dám đâu. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn phải cho người truy tìm và khử tên bóng ma đó. Nó còn sống ngày nào là tôi còn lo ngày đó. Ông đừng lo, nó sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu. Ông hãy dừa cái danh dự khử tên bóng ma cho tôi. Tôi sẽ tặng nó một đóa hoa rất đẹp. Vô đi. Anh làm gì mà em gõ cửa hoài không lên tiếng? Làm sao? Có gì không? Đi vô đây. Sao làm một mình vậy? Bộ vụ này khó, nguy hiểm lắm hay sao mà lại gọi cho em chứ? Đâu có. Phi vụ này dễ ôm cho nên là... Anh á, tập lại khả năng nói dối của mình đi. Chẳng có vụ nào dễ dàng mà lại gọi cho em hết. Anh nói thiệt mà, vụ này dễ lắm. Nó chỉ là khó công đoạn cuối thôi, cho nên anh mới nhờ em giúp. Anh, trong đây đô la hay vàng vậy? Đô la, vàng và kim cương. Cái này nó lạ mà lý thú. Whew.
Khoan, cẩn thận đó. Anh yên tâm, ở trong có thuốc nổ đó. Trời ơi, sao không nói em sớm? Cái thằng này á, nó nghĩ đây cái trò này độc mà nha. Nói cho anh biết trước á, em còn yêu đời lắm đó. Yên tâm đi, nếu có mệnh hệ gì anh sẽ xuống bầu bạn với em ở dưới đó. Cảm ơn anh. Nếu được chọn á, em thà chết một mình cô đơn còn hơn tôi xuống đó bầu bạn với anh á. Em không thích đâu. Thôi, để em tập trung với chuyên môn nha. Thật sự á, em thấy cái này nó khó. Anh biết, nhưng anh tin em sẽ làm được. Dạ. Có chuyện gì vậy anh? Hình như David đã cho người khử tên bóng ma. Chắc là một sát thủ chuyên nghiệp của ông ta. Ủa, không lẽ hắn sai người khác làm chuyện này sao? Không phải tất cả những chuyện ở Việt Nam hắn đã giao cho Nhật Thiên nắm hết rồi à? Tao cũng không biết nữa. Nhưng ông nói ông sẽ tặng cho bóng ma một bó hoa rất đẹp. Chắc là hoa hồng. À mà không, hoa giang thọ thì đúng hơn. Ủa, vậy là anh định không tham gia truy bắt thằng bóng ma nữa hả? Không hẳn. Cho bò hút nhau thì cứ để cho nó hút. Khi nào thấy được thì ta nhảy vào. Sao rồi em? Khó quá anh ơi. Không có cách nào khác hả? Không đâu anh. Mật mã này tụi nó bảo mật ghê lắm. Nếu chúng ta mở 3 lần liên tiếp mà làm không được thì chất nổ cài sẵn trong này sẽ nổ tung. Nên phải suy nghĩ kỹ. Một người rành về công nghệ như em, chẳng lẽ bó tay à? Có những dạng mật mã mà muốn giải được nó thì mình phải có máy móc công phu hơn. Chứ với công sức của một mình em á, thì giống như là muối bỏ biển vậy. Chắc có lẽ những lần trước chúng bị anh hớt tay trên, cho nên lần này chúng đã đề phòng. Không lẽ tụi mình bỏ cuộc sao? Không được anh. Nếu làm như vậy á, thì bao công sức của anh như là công trả tràng sao? Anh chờ em chút xíu đi. Cố gắng lên. Dạ. Uống nước không? Dạ em cảm ơn. Nếu em mở khóa được thì toàn bộ số thuốc nổ đó sẽ thuộc về em. Thôi em cảm ơn anh. Em vẫn chưa muốn là phần tử khủng bố đâu. À, mà anh có hỏi anh em của anh về mật mã vali này chưa? Hỏi rồi, nhưng mà người ta không biết.
anh Bo xuất hiện cho bé Ba chơi nha. Dạ, bé Ba thích chơi đó lắm á. Ủa vậy hả? Vậy có gì anh Bo chỉ bé Ba xuất hiện nha. Dạ, mà anh Bo xuất hiện xong hết chưa? Anh Bo xuất hiện xong hết rồi. À, anh có cái này cho bé Ba nè. Bánh bông lan mà bé Ba thích ăn nhất đó. Nè bé Ba ăn đi. Ủa anh Ba ăn chưa? Anh ăn rồi, anh mua cho bé Ba á. Anh Ba nói xạo, anh Ba chưa ăn mà anh Ba nói ăn rồi. Anh đã nói là anh ăn rồi mà, em ăn đi. Anh Ba ăn đi, hai anh em mình chia đôi. Được rồi. Dạ cậu, cậu làm ơn cho tôi xin chút tiền. Cháu tôi sáng giờ nó chưa ăn gì hết. Cảm ơn làm phước đi cậu. Dạ. Cậu gửi bà. Nhiều quá cậu ơi. Bà cứ nhận lấy đi, về lo cho cháu. Dạ, dạ cảm ơn cậu. Dạ không có gì, con đi nghe bà. Em nghe nè ông chủ. Cậu hãy chuẩn bị đi, cậu sắp có một nhiệm vụ mới rồi đó. Dạ em hiểu rồi. Thằng bóng mặt khốn kiếp, vì may mà tao bị ông chủ cho ra liền, tao sẽ khử mày. Khốn, tao sẽ bắt mày trả giá cho những gì mày đã gây ra. Vào đi. Dạ, chào thủ trưởng. Ở đây chỉ có ba với con thôi, thoải mái đi. Ba vừa đọc qua hồ sơ,
của đội phòng chống ma túy bên con đưa qua, cả tài liệu của bóng ma nữa. Sao, việc lấy lời khai thế nào? Bọn này ngoan cố lắm ba. Tụi nó nhất quyết là không nhận số ma túy là của tụi nó. Vậy số tiền thì sao? Dạ, số tiền thì cũng không thấy ở hiện trường. Nhưng mà theo thông tin thu thập được, số tiền ấy đã bị tên bóng ma lấy, cùng một tờ giấy bí mật gì đó. Số tiền và tờ giấy bí mật sao? Thông tin chính xác chứ? Dạ, chính xác ba. Số tiền khoảng 2 triệu đô, còn tờ giấy thì không rõ ghi cái gì trong đó. 2 triệu đô, một số tiền khá lớn đó. Được rồi, ba sẽ đề nghị cấp trên thành lập ban chuyên án ngay. Con sẽ là thành viên chủ chốt của ban chuyên án này. Dạ. À, ba, con có một đề nghị. Alo, tình hình bên đó thế nào rồi? Thì vẫn vậy, tôi án binh bất động theo lời đề nghị của ông anh đây. Cảm ơn ông. Ông cứ để tôi xử lý vụ này. Không dám phiền tới ông, để nếu có gì dễ xử lý hơn. Ừ, anh tính cũng phải. Dạo này công an cũng đang để ý tới băng nhóm của tôi dữ lắm, cho nên nếu được anh giúp sức như vậy thì quá tốt rồi. Nhưng còn thời gian bí mật. Ông cứ yên tâm, số tiền và tờ giấy sẽ trở lại với chúng ta. Chỉ có tên bóng ma sẽ biến mất hoàn toàn. Chúng ta nên cài người vào băng nhóm của tên tài liệu. Hắn là một tên mắt xích cực kỳ quan trọng trong ban chuyên án của chúng ta. Được, ba đồng ý điều đó. Tài liệu là tên trùm buôn bán ma túy mà chúng ta đang theo dõi bấy lâu nay. Việc tìm người thì ba sẽ báo cho con biết sau. Dạ. Và con có đề nghị thứ hai. Hãy để tên bóng ma đó cho riêng con phụ trách. Con sẽ tìm ra nó. Nghe thưa ông chủ, chuyện của cô giải quyết tới đâu rồi? Dạ vẫn đang theo dõi hắn. Tạm thời em chưa thể ra tay được, vì bên cạnh hắn có nhiều đàn em hỗ trợ quá. Vậy có cần cho thêm người hỗ trợ không? Dạ không cần đâu sếp. Đây đâu phải là vụ ám sát đầu tiên mà em thực hiện chứ. Mà mấy lần trước em chưa thất bại lần nào mà. Tốt, tôi tin tưởng ở cô. Cô hãy giải quyết sớm, rồi còn dễ giúp tôi chuyện khác. Yes sir. Không được bắt. Trong vali có bơm.
Alo, chú vẫn khỏe chứ hả? Dạ em vẫn khỏe. Em đang định gọi cho anh để nói với anh một chút chuyện, nhưng mà anh lại gọi cho em. Chuyện của anh sao rồi? Vẫn chưa được gì hết. Chứ Philly được khóa bằng mật mã kỹ quá, Quỳnh Hữu cũng phải bó tay với nó. Tiếc là em không thể giúp được gì cho anh. Em cũng đã cố gắng dò hỏi lão, nhưng mà lão ấy kín miệng quá. Hiện giờ em cũng chưa biết cách làm sao để lão ấy nói ra mật mã của chiếc vali nữa. Yên tâm đi, chuyện này đã có anh lo rồi. Chú làm việc phải nhìn trước nhìn sau đó, không thì rất nguy hiểm. Em hiểu, anh yên tâm đi. Vậy anh gọi cho em có chuyện gì không? Anh gọi điện để hỏi thăm về trận chiến lần trước đó mà. Không biết anh có lỡ tay làm chú bị thương không? Anh hơi lo xa quá. Đúng ra em phải hỏi anh câu đó. Hôm đó anh hành động một mình cũng hơi nguy hiểm đó. Lần sau anh nên nhờ Quỳnh Hữu hỗ trợ. Anh hiểu. Nhưng mà những việc quá nguy hiểm, anh không muốn liên lụy đến Quỳnh Hữu. Thôi, chú làm việc đi. Anh gọi điện nhắc nhở chú cẩn thận. Dạ, em hiểu. Em cảm ơn anh. Có gì mới em sẽ báo cho anh biết liền. À đúng rồi, xích nữa quên chuyện quan trọng. Anh hãy cẩn thận. David ở bên Mỹ đang cho người truy sát anh đó. Em chưa biết đó là kẻ nào. Chỉ nghe ông ta nói là sẽ tặng cho anh một bông hoa. Một bông hoa? Dạ. Tại sao? Em cũng chưa hiểu. Có thể ý của lão là một bông hoa để cắm trên mộ của anh. Mà cũng có thể là... Nhưng mà anh nên cẩn thận hơn đó. Sát thủ của ông ta toàn là những kẻ chuyên nghiệp. Chú yên tâm đi. Anh đã từng đối đầu với nhiều sát thủ rồi. Anh sẽ có cách đối phó với tụi nó. Cảm ơn chú nhiều nha. Thôi, làm việc đi. Dạ. Nhớ cẩn thận đó. Chào anh. Chị ơi, chị đi đâu? Để tôi đưa chị đi được không? Mang đồ lên xe. Dạ. Mời chị lên xe. David ở bên Mỹ đang cho người truy sát anh. Em chưa biết đó là kẻ nào. Chỉ nghe ông ta nói là sẽ tặng cho anh một bông hoa. Em cũng chưa hiểu. Có thể ý của lão là một bông hoa để cắm trên mộ của anh. Mà cũng có thể là...